trở lại Hà Giang lần này, mình mang một tâm thế rất là hào hứng. Mình sẽ không đi check-in nữa, mà quyết định vào bản để tiếp xúc nhiều hơn với người dân nơi đây. 13 giờ chiều, mình xuống xe ở thành phố Hà Giang. Chắc chẳng có mấy ai liều mà đi Đồng Văn luôn cả. Bởi thật sự mà nói thì bình thường mọi người phải đi từ sáng sớm đến tối mới đến thị trấn cơ. Vậy mà mình đã đi một chặng đường hơn 140 km từ thành phố qua Quản Bạ, qua Yên Minh, Phố Cáo rồi đến thị trấn Đồng Văn khi trời đã tối mịt. Nghĩ lại thì thấy mình liều thật đấy. Hà Giang mùa này thì đang độ lúa chín, có nơi thì cũng đã gặt rồi. Trời xanh thì xanh cực, mây nhiều thì nhiều cực, còn mưa thì cũng dai thật đấy. Mình đến thôn Lũng Hòa B ở Xà Phìn để cùng người dân thu hoạch quả óc chó. Đây mà là lý do mà khiến cho các bạn trẻ mà đi tán gái không dám sờ. Dạ. Chắc nhiều bạn chưa biết đến óc chó Hà Giang đâu nhở. Tuy nhiên thì mình không có hiểu tiếng dân tộc, nên là mình rất khó có thể bắt chuyện với người dân ở đây. Hay đó. Ừ. Mua chi ạ? Con không biết. À, không biết á. Dạ. Con chào bà nhé. Con chào bà. May sao mà có Dính, một cô gái dân tộc Hà Mông rất xinh, ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dính nói tiếng Kinh rất giỏi và em đã phiên dịch cho mình. Nếu Dính có xem video này thì chị Yến gửi lời cảm ơn Dính nha. Xin giới thiệu các bạn, đây là quả óc chó mình mới đập được từ trên cây trên này xuống. Đập xuống thì nó bị vỡ hết rồi. Nó thế ra đằng nào mình cũng phải bóc ra mà, mình lấy cái phần hạt bên trong thôi. Sau một hồi lặn lội leo khá là chật vật thì bọn mình đã đến đây là người ta gọi là Bốt Phát. Hay mình xem bên dưới thì có những người gọi là Đồn Cao. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ phía dưới kia là thị trấn Đồng Văn. Ở đây mà buổi sáng mà có hoàng hôn thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà mấy hôm nay... Bình minh mẹ ơi. À, quên, sorry đấy, các bạn, buổi sáng là bình minh. Một hồi leo bộ Bốt Phát thì... não có vấn đề luôn rồi. Đấy, Trinh đã xuất hiện trong một vài giây của vlog. Ui, ui, đoạn này ảo cực luôn. Đây, không phải leo quá nhiều đâu các bạn ạ. Nếu mà những ai đi xe tốt thì có thể lên xe máy tận đây cơ. Nhưng mà tại vì là hôm nay trời hôm mưa và xe bọn mình hết xăng rồi, không thể leo lên đây được nữa, nên bọn mình phải đi bộ một đoạn, cũng khá là xa. Bây giờ sẽ đi xuống nha. Ôi, từ từ. Chật vật, chật vật. Theo lời giới thiệu của anh Nghị, chủ homestay, bọn mình đến làng Thiên Hương. Nghe tên đã thấy đẹp rồi phải không nào các bạn? Bọn mình chọn đi con đường khó bởi anh Nghị bảo nhìn xuống dưới thung lũng lúa chín rất là đẹp. Đúng là phải đi con đường mà không ai đi thì ta sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà không ai thấy. Làng Thiên Hương giống như một ngôi làng cổ tích với những cây cổ thụ 400-500 năm tuổi. Đến nơi thì chỉ một từ thôi. Wow. Mình đi đâu đây à? À, đi ấy nước à? Ở trong làng có rất nhiều nhà cổ vẫn giữ gìn được nét văn hóa truyền thống của dân tộc họ. Có rồi nhé. À, bà nói là ông, cái nhà này có từ rất là lâu rồi. Ông Thu, khi bà đến đây làm dâu ấy, thì đã có ngôi nhà này rồi. Và hiện nay bà chắc cũng khoảng 80 tuổi. Bà về cái đấy là trong, nhà này, trên này mà. Phải gần trăm không biết rồi nhé. Bật mí nhỏ nha, là rượu ngô Thiên Hương rất thơm đấy. Chào đã xem chào mọi người nha. Dạ. Hẹn gặp lại chị Kim nha. Hẹn các bạn ngày không xa, mọi dạ. Người sẽ đến đây uống rượu cùng. Ủa nãy chưa uống rượu hả? Em chưa dám thử. Tối nay thì chắc là sẽ được thử đây rồi. Đây ạ. Trong tay rồi. Dạ vâng, tối nay sẽ thử ạ. À rồi. Bye bye. Chị. Dạ em chào chị. Bọn mình có vài ngày ở phố cổ Đồng Văn. Tuy nhiên thì đã đi vào giữa tuần, không có chợ phiên, phố cũng vắng. Đồ ăn thì cũng bớt phong phú đi chút. Thế nhưng vẫn có bánh cuốn bà Hà, vẫn có phở, vẫn có thắng rèn, vẫn có cháo ấu tẩu. Thật may là anh chủ homestay rất hiếu khách, đã nấu cho bọn mình thưởng thức rất là nhiều món ngon. Và trong đó thì mình nhớ nhất là món thắng cố dê. Ngày về, bọn mình có ghé sông Nho Quế một chút, vì cực kỳ mê con sông màu ngọc bích này.
Dù hơi gấp nhưng alo thuyền anh Phúc, năm ngoái bọn mình có đi thì anh ra đón liền. Đoạn hẻm tu sản mưa nhẹ nên mình không trèo cây rắc. Ai thích thì có thể chơi bộ môn này nha. Từ viewpoint chúng ta nhìn ra phía bên kia là hẻm tú sản, phía dưới đây là dòng sông Nho Quế các bạn ạ. Đó. Thì bình thường thì sẽ chạy thuyền từ đi qua hẻm tú sản này, và nãy bọn mình đã chạy thuyền dừng dưới kia kìa, đến khoảng tầm này rồi sẽ quay ngược lại. Mới 3 giờ chiều, mình và Đông ăn trưa ở thị trấn Mèo Vạc, phân vân không biết là nên đi đường Quản Bạ về thành phố hay là đi đường Du Già, vì sợ Du Già xa không kịp chuyến xe tối về Hà Nội. Lại một lần nữa mình liều quyết định đi qua Du Già và thằng bạn mình theo. Trời không phụ lòng người các bạn ơi, đường từ Mèo Vạc đi Du Già quá là đẹp luôn. Bọn mình mê quá nên là dừng lại chụp ảnh rất nhiều, và không chụp thì chắc chắn là sẽ tiếc. Từ Du Già về thành phố là đoạn đường kinh khủng nhất mà mình từng đi. Đoạn thì toàn sỏi đá, đoạn lại bùn lầy, đến nỗi mà mình không dám bỏ máy ra để quay. Hai đứa vừa đi vừa nản nhưng vẫn cố động viên nhau là cố lên, sắp về đến thành phố rồi. Dẫu sao thì đây cũng là một chuyến đi nhiều trải nghiệm với một đứa con gái mê du lịch bụi như mình. Hy vọng là với những gì mình chia sẻ trên đây thì sẽ là động lực cho chuyến đi sắp tới của các bạn nha.